do mưa nhiều ngày qua, đặc biệt cơn mưa lớn kéo dài đêm 25 tháng 8 gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa làm ách tắc giao thông. Sáng 26 tháng 8, ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 25 tháng 8 trên địa bàn xã có mưa rất to, gây sạt lở đất đá nghiêm trọng. Các quả đồi đất ven quốc lộ 15C đã no nước nên gây sạt lở đất đá xuống đường giao thông rất nghiêm trọng. Trong đêm 25 rạng sáng 26 tháng 8, mưa lớn đã làm sạt lở 9 điểm trên quốc lộ 15C, đoạn từ Cổng Trời, Bản Khầm 1 đến Bản Táo, xã Trung Lý. Trong đó có 5 điểm sạt lở lớn, đất đá, cây cối tràn và đổ ập xuống đường đã và đang gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng chục xe tải từ huyện Mường Lát đi về xuôi và từ các huyện miền xuôi lên Mường Lát đang phải nằm chờ ở các điểm sạt lở. Mưa lớn cũng đã và đang làm xói mòn nhiều đoạn phía ta luy dương của quốc lộ 15C, khiến mặt đường có nguy cơ bị nứt gãy, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo ông Ngân Văn Lon, ngay trong đêm 25 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý cùng người dân địa phương đã hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân ở khu vực bị sạt lở đất đá và có nguy cơ sạt lở tại Bản Khầm 1, Bản Táo chuyển đến nơi tạm trú an toàn. Ước tính tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý đang có hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường vào khu dân cư. Trong sáng 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý sẽ có báo cáo cụ thể về tình trạng sạt lở đất đá trên địa bàn với Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện và ngành giao thông sớm có phương án điều động nhân lực, máy móc, phương tiện đến san gạt, vận chuyển đất đá tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý. Gần đây đã xuất hiện tình trạng một nhóm đối tượng chuyên mạo danh shipper để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng online. Theo đó, chị LNA đang là một nhân viên văn phòng tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị đã bị một đối tượng lừa đảo giả mạo là shipper và chiếm đoạt số tiền hơn 200.000 đồng. Đối tượng gọi điện thoại báo đơn hàng đã được chuyển đến và yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Tuy nhiên 5 phút sau chị gọi điện xác nhận lại thì đối tượng tắt máy và cũng không nhận được bất cứ đơn hàng nào. Chị NA không phải là trường hợp đầu tiên bị lừa bởi thủ đoạn này. Cụ thể là nhóm đối tượng này sẽ giả mạo thành nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử. Sau đó các đối tượng sẽ chủ động gọi điện thoại đến những nạn nhân bất kỳ và thông báo về việc giao hàng. Nếu người nhận nói rằng có thể nhận hàng trực tiếp thì chúng sẽ lập tức tắt máy. Đối tượng mà nhóm lừa đảo nhắm đến là những người thường xuyên bận rộn và không thể trực tiếp nhận hàng. Theo đó, kẻ gian sẽ thông báo về việc giao hàng và yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền nhỏ, khoảng từ 100 đến 300 nghìn đồng. Với số tiền không quá lớn thì nhiều người sẽ có tâm lý tin tưởng, không kiểm tra kỹ thông tin về đơn hàng và mắc bẫy của những kẻ lừa đảo. Có thể thấy là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác và nên xác minh thông tin thật kỹ trước khi chuyển tiền. Dự thảo thông tư quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi có nhiều điểm mới so với trước đây. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự điều chỉnh, không cấm việc dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học, bởi đây là nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Trung học của Bộ cho rằng, cần nhìn nhận dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực tế của cả giáo viên, học sinh. Do đó, dự thảo loại bỏ các thủ tục hình thức như giáo viên cần xin phép hiệu trưởng để được dạy học sinh của mình như quy định hiện hành. Thay vào đó, thầy cô có thể dạy nhưng cần lập danh sách học sinh, báo cáo hiệu trưởng và cam kết không bắt buộc các em dưới mọi hình thức. Đồng thời, giáo viên không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm để kiểm tra, đánh giá học sinh. Như vậy, thầy cô được đăng hoàng dạy học sinh của mình ngoài nhà trường, nhưng đó phải là nguyện vọng thực sự của hai bên, tuyệt đối không được ép buộc. Theo dự thảo, việc dạy thêm trong trường cũng có thay đổi. Cụ thể, tổng thời lượng dạy chính khóa và dạy thêm trong trường không quá 35 tiết mỗi tuần với cấp tiểu học, 42 tiết với trung học cơ sở và 48 tiết với trung học phổ thông, trong khi quy định hiện hành không đề cập đến việc này. Dự án đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, đoạn Vinh – Thanh Thủy dài 65 km đang được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam và Lào.
Cụ thể, dự án có điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối tại khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On, biên giới Việt Nam – Lào. Tuyến cao tốc này đi hoàn toàn trong địa phận tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài khoảng 65 km. Ban quản lý dự án 85 đề xuất quy mô giai đoạn 1 đầu tư cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với chiều rộng nền đường với đoạn vận tốc thiết kế là từ 100 đến 120 km/h là 24,75m, đoạn vận tốc thiết kế là từ 60 đến 80 km/h là 22m, tổng mức đầu tư ước khoảng 18.500 tỷ đồng. Dự kiến chuẩn bị đầu tư từ năm 2024 đến năm 2025, giai đoạn thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Dự án đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn hình thành tuyến đường tốc độ cao, ngắn nhất kết nối từ thủ đô Viêng Chăn, Lào đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, có tốc độ cao cho các phương tiện từ thủ đô Viêng Chăn tới các khu kinh tế ven biển của Việt Nam. Đêm 25 tháng 8, một vụ cháy đã xảy ra trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Rất may, người dân đã cứu được người mắc kẹt bên trong nhà. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 8, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân nằm sâu trong ngõ 32 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tây Hồ cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội đã được điều đến hiện trường dập lửa. Nhiều người dân chứng kiến cho biết ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên tầng 2, khói đen đặc bao trùm. Lúc này có một trẻ em đang bị mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà. Khi thấy trẻ em mắc kẹt, người dân xung quanh đã nhanh chóng cắt cửa, đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Do đám cháy trong ngõ nhỏ, sâu nên khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc giải đường ống nước chữa cháy. Đến 21 giờ 49 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không bị cháy lan. Rất may không có thiệt hại về người và hiện Công an quận Tây Hồ đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Mới đây, nhiều hành khách bất ngờ khi có một khoản tiền đổ về tài khoản ngay sau khi máy bay chậm chuyến hoặc hủy chuyến. Việc này có nguyên nhân từ bảo hiểm nhưng vẫn rất hiếm hoi. Chị T ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau khi mua vé máy bay với giá hơn 800.000 đồng và bảo hiểm trễ chuyến bay với giá là 38.500 đồng trên một ví điện tử, chị tới sân bay và phải chờ hơn 2 tiếng do hãng bay chậm chuyến. Nhưng ngay sau đó, chị đã bất ngờ nhận được một khoản bồi thường là 888.000 đồng trả thẳng vào ví điện tử. Với trường hợp tương tự, một hành khách khác phản ánh chuyến bay bị chậm hơn 4 tiếng. Chị cũng giật mình và rất bất ngờ khi số tiền bồi thường là 1 triệu đồng được trả rất nhanh qua ví điện tử. Theo tìm hiểu, nhiều hãng hàng không như là Vietnam Airlines hay là Vietjet và các ví điện tử tại Việt Nam đang hợp tác với các công ty bảo hiểm rất sôi động, cung cấp thêm dịch vụ bảo hiểm chậm và hủy chuyến. Nhờ đó đã có những khách hàng bắt đầu nhận được tiền bồi thường từ các gói bảo hiểm trễ chuyến bay một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn trước, khiến cho trải nghiệm của khách hàng được cải thiện đáng kể.